luôn xì. Rồi các bạn ơi, sau thời gian chờ đợi rất là lâu thì mẹ của bạn Hà An đã đi vào siêu thị mua đồ xong rồi. Hoa gì này? Đấy, mua một chai Coca-Cola và đường này, rất là nhiều kẹo luôn. Không hiểu mua kẹo này để làm gì nhiều như thế luôn. Đây này, kẹo rồi bánh mì, hai cái bánh mì luôn. Mình xem kẹo gì nhá. Đây, đường này, kẹo đây. Ôi, Oreo này. Oreo, ăn Oreo đâu? Ăn không? Ăn không? Ăn đi. Không, cái đây là được ăn. Còn nhiều mà, đây còn nhiều lắm cái này. Nhấp. Kẹo gì đấy? Big Bang này. Sao mẹ thì toàn mua kẹo nhiều này? Kẹo gì đấy? Sao mẹ thì mua nắm kẹo này hay mua mang đến cơ quan à? Sao mua ăn nhỉ? Ôi, kẹo. Nào mua làm gì đấy? Nhiều đấy. Nhiều đấy. Ôi, chút ba chút này. Nhiều kẹo này thế. Thì rẻ gì, kẹo đắt lắm. 11 đâu mà 11. Hôm trước có giảm giá xong. Hôm nay không giảm nữa đâu. Mua quá nhiều kẹo, ăn là xấu răng ấy. Không, ăn thì không xấu. À đây coi, bao người ra. Không, ăn không bao cái bố. Ăn là bao hộp bố. Trong lúc chờ đợi phải ăn cái này ăn cái kia cho đỡ buồn mồm nhé. Ô bao hết à? Ô bao cái gì, bao kiểu như này thì phải ăn hết à? Thế bao này làm sao mà cất được? Ôi đã ra rồi. Ô hai cái đùi đấy à? Ăn đổ ra đi. Còn bạn đi, Hải An ơi, Hải An là người cắt nha. Pha nha. Pha ơi. Tham mê còn gì nữa? Em cần mỹ của anh đi nhá. Pha này bóc đi, Hải Ninh bóc đi. Phá này ra đi. Không phá làm sao ăn được. Cầm cả này à, lấy cái con da dĩa cắt thắt ra thái ra. Lấy cả một dĩa. Nếu cô ăn mà không mới làm cho cô ăn nữa. Không biết để phải làm nữa. Giòn tan. Sao cái đùi gà này bé đấy? Đùi gà. Đùi gà ở trong siêu thị ai ăn nhỉ? Mình mua to đùng nhỉ? Sao ấy ăn thì bị ngon đấy. Gà. Ok, ăn đi. Em mẹ thì không gọi đồ ăn đi. Kẹo đi ăn riêng à? Kẹo. Mẹ thì ăn sốt riêng. Kẹo ăn sốt riêng, ghê chưa? Thôi mình ăn cả đùi này luôn. Coi, Hà Ninh ấy không muốn ăn hết cả đùi này ra. Hà ơi, xé này ra cho bố. Nhiều quá, một cái đùi này nhiều quá. Không, lấy tay thế à? Có ăn ra đi. Hả? Có ăn ra cho bố đi. Ba đứa ăn hết xong rồi à? Hết lâu rồi. Ăn hết ngồi đợi cả tiếng hồ luôn nữa. Không, cái xương con gà nó đen thế nhỉ? Trong đen gì nhỉ?
Thế ăn thịt gà đi. Ăn thịt gà của ăn thịt gà đi, còn uống coca này. Nhiều sắp muộn rồi ha, mà mọi người về hết rồi. Cái xương gà này ăn được cả các xương luôn này. Cắn tan xương luôn. Kiểu gì mục ơi là mục luôn đấy. Có ai có ăn rời rạc ấy. Có ăn rời rạc ấy. Ăn nhanh lên. Có cái này không để được không? Hải Ninh ơi, sao gọi đồ mãi không thấy mang ra đấy? Cái này là cái gì? Cái gì à? Cái gì có gì đâu? Nó mang ra đi thì lấy đồ về ăn nốt bố, uống được đồ không? Thế phải hóa đơn không? Con đồng xem có cái gì đơn nhỏ hóa đơn. Thế ra lấy đi. Con dâm có bao nhiêu thứ? Thế đi, con bao nhiêu thứ? Hát thêm đúng là biệt 40 nghìn một cái này. Fish là cái gì đây? Cá à? Cô Mai kháu khe rồi. Cái thôi đi ra, con ra con đấy đi. Thôi mẹ đi mua đồ rồi. Lấy đồ đi. Hãy ăn ra lấy đồ của chị đi. Ôi họ chưa lấy đồ của trời ơi. Hải Ninh chả đưa thì đến bao giờ mới lấy được đồ. Nhưng mà phải đưa từ nãy cơ. Mình cầm cái đấy thì mình mang về, người ta đang chả đưa đồ cho luôn đấy. Nếu mà không có thì đổi món khác. Hả? Mùa đấy không phải gắt đâu. Hả? Kem. Như bố không ăn đâu. Rồi ghét ăn kem kia đó. Ôi dồi ôi, mẹ mua 5 que kem rồi. Bố không ăn. Bố không ăn đâu. Bố không ăn kem đâu. Sao